Khi ra ngoài chúng ta chỉ việc cầm đúng mỗi cái ví cầm tay này là đủ, đầy đủ tất cả những cái tiện ích nhất như là điện thoại, tiền, ATM, căn cước công dân, bằng lái, vân vân. Vì vậy Kỳ Lân luôn luôn thiết kế những mẫu phù hợp với tất cả những nhu cầu, yêu cầu của tất cả khách hàng. Và Kỳ Lân là đơn vị mà chuyên làm những cái sản phẩm vật dụng theo đúng nhu cầu của khách hàng. Nhưng nếu chúng ta cần sử dụng thêm những vật dụng cho những mục đích khác nữa, nhiều hơn nữa, thì chúng ta cần những cái túi to như vậy, những cái túi sách hoặc là những cái túi clutch. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Hôm nay Kỳ Lân xin phép được giới thiệu một siêu phẩm cầm tay, một cái ví cầm tay dành cho... Cái này là một cái ví có thể gọi là unisex, dành cho cả bất trai, là bất gái, bạn nam, bạn nữ. Và như chúng ta đã biết là xã hội hiện nay một người sử dụng hai chiếc điện thoại là rất bình thường. Và khi chúng ta mua những đồ vật, những sản phẩm để phục vụ cho việc mình sử dụng thì nó phải phù hợp với công năng. Vì vậy Kỳ Lân luôn luôn thiết kế những mẫu phù hợp với tất cả những nhu cầu, yêu cầu của tất cả khách hàng. Cụ thể đây là một cái ví cầm tay và có thể để được hai cái điện thoại, đồng thời bỏ được hai ngăn đựng tiền và đồng thời là những ngăn chứa bỏ thẻ ATM, căn cước công dân. Đặc biệt ở đây là do nhu cầu của Kỳ Lân là cần một cái bút để đựng trong cái ví này nữa cho nó trọn bộ, nên Kỳ Lân thiết kế thêm một cái sổ bút. Và đây là chất liệu từ da cá sấu nhập, và bên trong được lót bằng da cá mập. Một sản phẩm cao cấp thì tất nhiên tất cả mọi chi tiết nó phải là cao cấp, từ bên ngoài, bên trong, và tất cả những chi tiết đường kim và mũi chỉ nó phải hài hòa và cân đối để trở nên một sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao. Và đây là cái sản phẩm mà đã theo Kỳ Lân rất là lâu và Kỳ Lân rất là trân quý nó, và một cái sản phẩm mà đựng rất nhiều những cái tư liệu, những cái vật dụng, những cái cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của Kỳ Lân. Vì tất cả sản phẩm Kỳ Lân thiết kế và cung cấp giao lưu với tất cả khách hàng là luôn luôn vì mục đích là phục vụ cho nhu cầu của mỗi cá nhân, mỗi quý khách sẽ có những yêu cầu khác nhau, và Kỳ Lân là người luôn luôn lắng nghe và đồng hành để thiết kế lên những cái sản phẩm, tạo ra những cái sản phẩm phục vụ cho đúng mục đích của khách hàng. Và bây giờ quý khách hãy xem Kỳ Lân thao tác chuyển từ những cái vật dụng Kỳ Lân qua cái ví mới này. Khác với mẫu này là khác ở chỗ là cái chỗ giữ bút nó sẽ nổi ra ngoài, còn đây là mẫu mà bút mình xỏ vào trong. Đó, bây giờ Kỳ Lân sẽ cho qua một mẫu mới nha. Mẫu này Kỳ Lân làm để mà cho có nhiều sự lựa chọn cho quý khách hàng. Rồi bây giờ Kỳ Lân sẽ di chuyển cái điện thoại qua một cái và hai cái. Đây là ngăn đựng tiền, đó, hai ngăn rất rộng rãi và thoải mái. Mỗi khi chúng ta đi ra ngoài thường sẽ hay bị quên là điều không thể tránh khỏi. Quên là quên chứng minh nhân dân nè, quên điện thoại nè, quên thẻ ATM, quên tiền là điều hầu như trong mỗi chúng ta chắc chắn sẽ có. Vì vậy Kỳ Lân từng bị và rất nhiều người từng bị, cho nên Kỳ Lân mới thiết kế ra mẫu này. Mẫu này là mẫu có thể đựng được hai cái điện thoại. Vì nhu cầu xã hội hiện nay trong mỗi chúng ta hầu như ai cũng có thể dùng hai cái điện thoại và thậm chí hơn, nên Kỳ Lân chỉ demo đây là hai cái điện thoại và tiền, thẻ, bút, tất cả một trong một, tất cả trong một. Khi ra ngoài chúng ta chỉ việc cầm đúng mỗi cái ví cầm tay này là đủ, đầy đủ tất cả những cái tiện ích nhất như là điện thoại, tiền, ATM, căn cước công dân, bằng lái, vân vân. Với nhu cầu phát triển như hiện nay và nhu cầu sử dụng điện thoại hai cái là rất bình thường, thì Kỳ Lân thiết kế ra mẫu này
là để phục vụ, đồng thời mình có thể bảo quản được hai cái điện thoại và ngăn đựng tiền, ATM, căn cước công dân và cây bút. Có nghĩa là những cái vật dụng cần thiết nhất cho chúng ta khi ra ngoài giao tiếp, làm việc là nó sẽ nằm ở trên hết ở đây. Điện thoại, bút, tiền, ATM, căn cước công dân. Tất cả những cái này là những cái vật dụng mà không thể thiếu khi chúng ta ra ngoài đường. Vì vậy, cái điều mà khi chúng ta ra ngoài đường mà bỏ quên điện thoại, quên bút, quên chứng minh nhân dân, quên bằng lái, quên tiền là điều mà hầu như tất cả chúng ta ai cũng sẽ từng trải qua. Vì vậy khi mà thiết kế này Kỳ Lăng vừa ra mắt thì được rất nhiều tất cả quý khách ủng hộ và khích lệ, cũng như là mua đặt hàng sản phẩm để ủng hộ cho Kỳ Lăng. Kỳ Lăng trân trọng cảm ơn tất cả những tình cảm đó của quý khách đã dành cho Kỳ Lăng. Và mẫu này Kỳ Lăng thiết kế ra, làm ra là cũng theo một bộ combo của Kỳ Lăng. Combo này Kỳ Lăng đã làm ra những sản phẩm như là giày nè, dép nè, mũ nè, túi sách nè, túi clutch nè, ví nè, dây thắt lưng nè, áo khoác nè, vân vân. Nói chung tất cả những vật dụng nào cần thiết cho chúng ta thì Kỳ Lăng sẽ làm hết. Và quý khách nào có nhu cầu những sản phẩm như vậy, hoặc là muốn phục vụ những công năng riêng cho mục đích sử dụng, có nghĩa là quý khách khi mà mình mua vật dụng để hỗ trợ cho chúng ta thì chúng ta sẽ mua những sản phẩm hỗ trợ hết công năng cho mình luôn. Và Kỳ Lăng là đơn vị mà chuyên làm những cái sản phẩm vật dụng theo đúng nhu cầu của quý khách hàng, từ hình thức, hình dáng, từ kiểu dáng, kiểu cách, cũng như là từ bố cục, công năng, cách sử dụng hoàn hảo. Đây là một cái sản phẩm ví cầm tay kim chứa tất cả những vật dụng cần thiết nhất rồi. Nhưng nếu chúng ta cần sử dụng thêm những vật dụng cho những mục đích khác nữa, nhiều hơn nữa, thì chúng ta cần những cái túi to như vậy, những cái túi sách hoặc là những cái túi clutch. Và khi chúng ta có việc gì gấp hoặc là việc gì đơn giản đi ra ngoài thì cầm những vật dụng quan trọng nhất thôi. Còn những vật dụng khác kia mình chỉ cầm đến, mình cầm nguyên cái ví cầm tay này. Một khi chúng ta đi xa, đi công việc, đi những nơi mà cần tất cả những vật dụng cần thiết nhất này rồi, cộng với những cái công cụ, những cái hỗ trợ riêng thêm nữa đã nằm trong cái túi sách này, thì chúng ta rất đơn giản gọn bằng cách là mở túi sách này ra và nhét cái ví cầm tay này vào cái túi sách. Sau đó chúng ta xách đi, cái túi này đi rất là gọn. Một cái điểm đặc biệt nữa mà Kỳ Lăng cũng muốn qua clip này gửi đến với tất cả quý khách hàng, không phải nó là một cái ví cầm tay không, mà nó còn là một cái vật để mà lót điện thoại của chúng ta. Ví dụ như Kỳ Lăng tới một quán cà phê, hoặc là trong phòng họp, hoặc là một nơi nào đó làm việc trên bàn, thì bắt buộc chúng ta phải lấy điện thoại ra để làm việc. Sau khi lấy điện thoại ra xong, gặp cái ví lại, chúng ta đặt cái điện thoại lên như thế này, hoặc là ấp vài nguyên một combo và bảo vệ được điện thoại, chống bị trầy xước, dơ hư. Tại vì Kỳ Lăng muốn qua clip này giới thiệu thêm phần ấp lưng, bao da ấp lưng cho điện thoại nữa, chứ đúng ra là Kỳ Lăng không cần, bởi vì Kỳ Lăng đã dùng cái ví cầm tay này rồi, thì chỉ việc là bỏ điện thoại vào thôi, cầm điện thoại trơn, cầm điện thoại không, để mình thấy được cái độ đẹp của hãng sản xuất ra cái loại điện thoại đó. Và khi đến một cái không gian làm việc thì chúng ta cần điện thoại thì chúng ta chỉ việc là lấy điện thoại ra thôi. Với thiết kế này thì là cũng làm một cái lỗ khoét lõm bên trong nè, để mình khi mình cầm điện thoại mình lấy ra nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đó, thì khi chúng ta cầm một cái điện thoại của một hãng nó đã sản xuất như thế này thì rất gọn, rất nhẹ và rất đẹp, nên khi chúng ta gặp cái ví cầm tay lại và để điện thoại lên thì nó sẽ rất là sang, rất là sang luôn. Vâng, và như vậy video clip này xin được phép kết thúc. Kỳ Lăng trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để xem, ủng hộ Kỳ Lăng. Kỳ Lăng chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lăng Luxury. Hãy ủng hộ Kỳ Lăng bằng cách subscribe, đăng ký kênh YouTube này, cũng như like theo dõi trang fanpage này để cập nhật nhiều video hấp dẫn về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian sắp tới. Hãy gọi cho Kỳ Lăng hotline 0901 247 247, hoặc kết nối qua Zalo 0901 247 247. Đội ngũ Kỳ Lăng sẽ hỗ trợ tất cả những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao đến tất cả quý khách hàng. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.